Hello, chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Gia đình Thái Ngân Cuộc sống ở Mỹ. Thì hôm nay Ngân đang đi leo núi ở cái Mission Trail. Thì thường ngày là những cái Mission Trail nó rất là dài, nó gần tới 56 hecta lận. Nên đây là một cái công viên mở của thành phố biển San Diego. Thì bây giờ Ngân đi một cái phía khác nữa. Thì mọi người thấy cái cây cầu không, đẹp không, xung quanh rất là đẹp. Giờ mình sẽ khám phá cái khu vực bên đây của Mission Trail nha mọi người. Hello mọi người, đây là cây cầu của đường Mission Trail. Từ nhà Ngân lái xe lên đây khoảng 15 phút. Đó, quay cây cầu không? Mọi người thấy cây cầu cũ không, đẹp không? Đó, rất là đẹp. Đó, mọi người thấy cây cầu không? Ngân đi từ đằng kia đi lên đây. Đó, cây cầu nó dài, rất là đẹp. Đây là cái bản đồ. Đâu, Noah, mình đang ở đâu Noah? Noah chỉ bản đồ cho mommy coi. Where should we go? Where we are? To the mountain. Okay, we go to the mountain. Mommy, rồi, đi tiếp tục. We need to go up the mountain. Okay. We need to go this way, up the mountain. Okay, let's go. We need to go down. À, hoa dại bên đường thôi mà đẹp như gì nè. Mọi người thấy trời đất rộng bao la không? Có rất là nhiều lối đi khác nhau của cái khu này. Nhưng mà Ngân sẽ quay vòng vòng cho mọi người coi thôi. Tại nhà mình rất là thích leo núi nên mình rất là thích dẫn con đi khám phá thiên nhiên. Ở trong nhà từ sáng tới chiều là quá đủ rồi. Buổi chiều là mình phải đi ít nhất là 2 đến 3 tiếng ở ngoài. Thì chỗ nào đẹp mình sẽ quay cho mọi người coi. Nhiều chỗ đẹp nhưng mà bữa nào rảnh là chỗ nào đẹp đó là Ngân sẽ quay cho chia sẻ với tất cả mọi người. Mọi người thấy rừng núi ở Mỹ nó sẽ đẹp như thế nào. Riêng về thành phố San Diego thì nó rất là nhiều chỗ để leo núi cực kỳ đẹp luôn. Mà ngày xưa là Ngân hay đi nhiều lắm. Tại vì cái dịch với ngày xưa là không có làm YouTube, mình không có quay phim, mình không có biết. Noah đang đứng ngắm cảnh. Con nhìn cái gì? The view đẹp không? Cái cảnh đẹp không? Noah nói phải đi lẹ lên trên cái đồi mới được. Noah đang cầm cái gì đó? You got, what did you have inside your hand? Mask? Đó, Noah đang cầm bản đồ. Rồi, Noah đi tiếp tục đi. Noah đi lên trên đồi đó, rất là cao. Go. Đứng trên cao rồi đó mọi người thấy không? Nguyên cây phía dưới này rất là đẹp ha mọi người. Ở đây được cái là trời tiết, thời tiết rất là nóng nhưng mà nó mát, nó kế gần biển nên gió biển vô, nên mọi người thấy gió không? Gió rất là mát, nó không có làm cho người ta khó chịu. Mình đã lên tới đỉnh rồi ha. Mọi người thấy cái cáp không? Dây cáp nhóc hết trơn. Nguyên cái cây cáp, dây cáp nó bự gì nè. Ở đây cũng có một cái khu vực, một số khu vực họ còn dây cáp, còn một số là không có dây cáp, toàn là dây cáp nằm dưới đất hết. Nhưng một số vẫn còn nha. Mình đang lên tới đỉnh rồi. Bên phía bên đó là nhà, rất là nhiều nhà. Nhà của mình sẽ ở bên khu vực bên đó nha mọi người. Đó, cái khu vực bên đó là bên mình. Cẩn thận nha. It's fun, Dad. Mà đâu có gì đâu, chơi xung quanh. Be careful nha con, đi từ từ. Khủng hoảng của tuổi lên 3, lên 4 rất là khủng khiếp nha mọi người. Con thỉnh thoảng các nàng, các chàng này giận dữ, khóc, đập phá. Thì mọi người bình tĩnh để xử lý, để cho cái cơn giận nó qua. Chứ không thôi là mình cái nào được, chiều thì chiều, còn không chiều là không. Nhưng mà để, tại vì cái thời điểm là cái thời điểm tụi nó học cái cảm xúc, học hỏi. Bây giờ mình sẽ xuống núi. Cảm ơn mọi người.
video lần sau nha. Nếu như mà ai lần đầu tiên xem cái video này của Ngân á thì